vô đều dầu. Xin chào tất cả anh em nhé. Đây cái video chung test cái con động cơ Hino HO7C nhé nè. Có động cơ, anh em có cần dùng động cơ hoặc là động cơ cả số gì đấy thì anh em cứ thương lượng nhé. Cái giá chung đăng trên bài là chỉ là bao gồm động cơ nhé nè, là cắt ra từ đầu trâu đây, trở về sau là trở về trước là động cơ nhé. Rồi máy móc thì nhìn cái hình thức nó rất là khá nha. Dàn bét này liền lạc kẹp bét đầy đủ hết luôn, cái dàn ống bét thấy ổn ổn đây, lóc này hơi dơ dơ một tí, xương hàng đẹp nhé nha, xương hàng nhớt đẹp nhé. Đề sạc, bơm sạc bít, bơm lái đầy đủ hết, nói chung là hàng cắt trên xe thì thế nào thì là 93 nhé nè, con này máy Hàn Quốc nhé. Đấy, 93 là Hàn Quốc nhé. Đây này, máy Kia đây. Nói chung là các chi tiết khô ráo sạch sẽ, có một cái cây bát nào đó nó phun không đều hay gì đấy, nó lúc mà xuống ga nhỏ lúc đầu nó chưa phun dầu này. Nghe cái tiếng nó có cà lâm nha. Ga lớn thì ok, chắc là có một cái cây bát nào nó không được đều lắm. Rồi, đề thì cái đề này cũng nhựa nhựa rồi, không biết là do cái đề nó yếu hay là cái bình nó ắc quy của mình nó yếu, bình của mình nó cũng gần 3 năm tuổi rồi. Đề mấy cái động cơ máy sáo hết nổi rồi. Đây, mấy cái thứ cảm biến gì đấy nó cũng còn hết nhá nè. Rồi, máy móc thì anh em thấy rõ rồi đấy, có đậu hơi nhá. Có đậu máy có đậu hơi nhưng mà cái lượng hơi của nó thì còn gọi là tạm chấp nhận được, anh em vẫn còn tận dụng vào những công việc ví dụ như là bơm sình, bơm đất, bơm cát gì đấy vẫn còn tận dụng được nhé, hoặc đẩy tàu ghe xuồng chẹt gì đấy. Chung view thật là kỹ luôn để anh em xem